Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhanh quý vị các bạn cách chúng ta kiểm tra cái phanh cabo nó có hoạt động trên xe của chúng ta hay không. Bởi vì rất là nhiều khách hàng không biết rằng là cái xe của mình đang bật cabo. Đó, thì video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn nhanh cho quý vị các bạn. Rất là nhiều khách hàng mua xe thì không biết rằng là xe mình có cái này không. Nhiều khi nhìn cũng không biết tại vì các bạn chưa có tiếp xúc với xe nhiều. Thế này là cái phanh cabo này các bạn. Đó, đây là cái phanh cabo. Các bạn đứng từ xa là các bạn sẽ nhìn thấy. Các bạn muốn biết là xe của mình có phanh cabo hay không thì các bạn nhìn xem. Hãy nhìn xem là có một cái van. Đó, các bạn thấy không? Nó có một cái van ở ngay cái đường ống khí thải mình hay không thì các bạn sẽ biết là cái xe của bạn nó có phanh cabo hay không. Đó, đa phần là các cái xe trên thị trường hiện nay nó sẽ trang bị cái phanh cabo nằm trên đường ống khí thải. Còn có một số dòng như Hyundai lớn, Hyundai 3 chân 4 chân thì nó sử dụng hệ thống phanh cabo ở trong cái động cơ, nó khác. Đó, còn đa phần tất cả các dòng xe trên thị trường hiện nay nó sử dụng cái phanh cabo như thế này. Đó, nó khóa cái đường ống khí thải lại để từ đó là để nó phanh, nó hãm cái động cơ lại. Đó là tác dụng của cái phanh cabo này, nó tên tiếng Anh hay còn gọi phanh tên tiếng Việt là phanh khí xả. Đó, nó sẽ ngắt cái đường ống khí xả ra thì từ đó nó tạo lên một cái sức nén lên trên động cơ. Thì cái việc các bạn chạy xe thì các bạn phải biết là trên xe mình có cái phanh khí xả này hay không nhá, điều đó là bắt buộc nha các bạn. Nên là mình làm video này để giới thiệu quý vị các bạn. Đó, các bạn cứ nhìn thấy ở trên cái đường ống xả mình có một cái van. Đó, nó có một cái cơ cấu để nó nhìn như cái cơ cấu này này để nó khóa lại á. Nó có một cái cục xi lanh đi nén, thấy không? Rồi nó có cái cơ cấu nào đó để nó bắt vào trong cái đường ống bô của mình. Đó chính là cái hệ thống phanh cabo. Các bạn cứ nhìn thấy cái xe nó sẽ có nhiều hình dạng khác nhau. Đó, các bạn cứ nhìn như vậy các bạn. Đây là cái phanh cabo trên con Mitsubishi Canter 499 nha các bạn. Đó, đối với các cái dòng này thì nó là dùng hệ hơi, nó không dùng khí nén, nên là các bạn sẽ thấy cái cấu tạo của cái bộ phận phanh cabo hay còn gọi là phanh khí xả trên các cái dòng xe mà nó sử dụng chân không thì nó sẽ dùng cái van cabo như thế này. Thì mấy video trước thì mình có nói rất nhiều về cái phanh cabo này rồi. Nhưng mà những cái video đó thì thường mình nói về nguyên lý hoạt động rồi này kia thì nó rất là dài. Các bạn sẽ thường sẽ không có xem theo dõi hết cái video đó của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm rất là ngắn gọn để giúp cho quý vị các bạn đi thẳng vào vấn đề luôn. Rồi để mình mở cái... kính cửa xuống. Phanh cabo này các bạn. Đó. Đây là những cái dòng xe như Olin. Các cái dòng xe Olin hoặc là các cái dòng xe Benforland. Olin của Trường Hải, Benforland của Trường Hải. Rồi một số cái dòng xe khác thì nó sẽ có cái biểu tượng khác, và hầu hết tất cả những cái phanh cabo nó cái cần điều khiển phanh cabo nó nằm ở trên cái gạt nước này các bạn. Đó, các bạn khi mà các bạn leo lên xe là các bạn sẽ nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy cái cần bên tay phải á, cái cần gạt nước á, thì thường á phanh cabo nó nằm ở ngay trên cái cần đó luôn. Đây nè, các bạn gạt lên là các bạn đóng nó, và các bạn gạt xuống là các bạn tắt, thấy không? Nó có biểu thị để các bạn sử dụng này, gạt lên là mở phanh cabo và gạt xuống là để tắt cái phanh cabo. Và trên các cái dòng xe Trung Quốc á, xuất xứ Trung Quốc á, thì các bạn sẽ có thể làm cái thao tác này để các bạn nhận biết rằng là cái phanh cabo các bạn nó có hoạt động hay không nhé. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem nhé. Đó rồi, bây giờ mình sẽ nổ máy lên và mình sẽ chỉ cho các bạn cách để phân biệt là cái phanh cabo nó có hoạt động hay không. Đó là bây giờ mình sẽ mở phanh cabo lên để cho nó hoạt động nha các bạn. Và bây giờ các bạn sẽ thử cho mình xem này. Đây là cái cách để thử xem là bạn xe của bạn nó có đang đóng phanh cabo hay không. Và bây giờ sau khi mình nổ máy lên thì mình sẽ
đạp hết ga nha các bạn, đạp hết ga thật là nhanh, có nghĩa gọi là đạp mút ga đó. Rồi các bạn sẽ kiểm tra xem là cái phanh combo các bạn nó có đang hoạt động hay không nhé. Đó các bạn thấy chưa? Các bạn thấy ở ngay trên cái đồng hồ này, đồng hồ tốc độ xe nè, thì nó có một cái đèn nó giống như vậy. Nó giống như vậy, nó hiện lên ở ngay vị trí này. Rồi mình đạp lại cho các bạn xem nhé, đạp thật nhanh ga nhé các bạn, đạp bút ga thì nó mới hiện, chứ còn đạp từ từ nó không bao giờ nó hiện đâu. Đạp từ từ nè. Đó, nó không bao giờ nó hiện. À, nó chỉ khi nào bạn nhả ra ga là nó mới hiện lên nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đó là một cái phép thử, hay gọi là một cái cách để nhận biết xem cái xe của bạn nó đang phanh, nó có đang để chế độ phanh combo hoạt động hay không. Thì bây giờ mình tắt đi nè, mình tắt đi nha, gạt xuống là tắt đi nha. Rồi mình đạp ga, nhả ra, không bao giờ nó hiện cái biểu tượng nó lên cả. Đó, đây là một cách để các bạn thử xem là cái xe của bạn nó có đang sử dụng phanh combo hay không. Thì mình vừa mới chỉ cho quý vị các bạn để cái cách để mà biết được rằng là cái xe của bạn nó có đang trong cái tình trạng là bật phanh combo hay không. Cái điều này thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình, cái dòng xe mà nó có xuất xứ Trung Quốc á, ví dụ như là mình có thể kể tên tất cả những cái hãng nè, nhất là Taco nè, các cái dòng xe mà thuộc dạng là lắp ráp mà có nguồn gốc xuất xứ á. Rồi cái thứ hai nữa là Jack này, thứ ba nữa là các cái dòng EZ của Đô Thành này, rồi các cái dòng Vim, rồi Đông Phen đó, nói chung là tất cả những cái hãng đó là nó đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Thì các bạn sẽ các cái dòng xe đó thì các bạn sẽ cần phải lưu ý cái điều này, bởi vì cái phanh combo hoạt động của các cái dòng xe đó nó khác. Khi mà các bạn bật phanh combo lên á, nó sẽ khi mà nó vào cái chế độ của phanh combo thì cái đèn như hồi nãy mình chỉ các bạn, nó chỉ chớp tắt, nó chớp xong nó tắt, chứ nó không sáng luôn, nó không sáng luôn. Khi mà cái hệ thống phanh combo nó đang hoạt động rồi á, thì nó báo hiệu bằng cách là nó tắt xong nó lại sáng, xong nó tắt xong lại sáng, chứ nó không sáng luôn, nên là rất là khó để ý đó các bạn nha, các bạn nhớ cho mình nha. Đó, khi mà nó hoạt động thì nó sẽ hoạt động theo kiểu đó, thì các bạn sẽ rất là khó để biết rằng là xe của mình nó đang phanh combo nó đang hoạt động. Đó, cái phanh combo á nó sẽ chỉ mở, nó gọi là nó chỉ hoạt động khi mà xe chúng ta nó lăn bánh rồi. Trước đây á, đối với các dòng xe máy cơ á, thì cái phanh combo á nó sẽ khi mà bạn bật lên á, là mà trong điều kiện là bạn không đạp chân côn, không đạp chân thắng, không đạp chân ga thì nó sẽ hoạt động luôn. Mặc dù các bạn đang đứng im, nhưng mà đối với các cái dòng xe đời mới Euro 4 á, nó xử lý qua hộp ECU á, thì cái phanh capo nó lại lăn bánh cơ. Khi mà cái xe các bạn nó lăn bánh trên 20 km/h thì phanh capo nó mới bắt đầu hoạt động. Đó là cái điều kiện thứ tư. Ngoài các bạn không đạp chân ga, không đạp chân côn, không đạp chân thắng, rồi xe lăn bánh trên đường trên 20 km/h thì cái phanh capo nó mới hoạt động. Đó, thì nên là các đối với cái dòng xe mà xuất xứ Trung Quốc á, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phanh capo nó lúc hoạt động lúc không. Đó, mà cái việc này nó có ảnh hưởng đến xe của các bạn nha. Nếu như mà xe các bạn mà bật phanh capo trong suốt quá trình hoạt động á, nó có ảnh hưởng chứ không phải không. Đặc biệt là khi chúng ta đổ đèo hay là chúng ta đang chạy mà nó đang bật phanh combo và nó đạt được những cái điều kiện của cái phanh combo hoạt động á, thì nó sẽ làm bịt cái đường khí thải của các bạn lại, thì nó ảnh hưởng đến động cơ chúng ta đều đương nhiên rồi. Nếu như các bạn cứ để cái phanh combo nó hoạt động trong thời gian trong suốt quá trình mình chạy như vậy á, thì nó sẽ về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến cái động cơ. Nếu mà trường hợp nặng á, là nó có khả năng gây thổi nắp quy lát á. Đó,
nó có khả năng là làm nó thổi văng nóc ghi lát đó. Như vậy á, thì nó sẽ làm hư hỏng cái động cơ của chúng ta chứ không phải là không đâu. Nên là các bạn cần phải lưu ý rằng là cái thứ nhất là các bạn phải biết rằng là cái xe của mình nó có phanh cốc bô hay không. Cách để mà chúng ta biết được cái xe chúng ta có phanh cốc bô hay không mà mình đã chỉ rồi. Cái thứ hai nữa là cái khi mà bạn leo lên xe á, thì các bạn kiểm tra xem là cái xe của mình nó đang bật cái phanh cốc bô hay không. Đó, cách như thế nào thì mình cũng đã chỉ các bạn rồi. Đó, đối với cái dòng xe xuất xứ Trung Quốc thì nó cái cách thử là như vậy. Còn đối với cái dòng xe Mitsubishi, Isuzu hay là Hino thì nó lại khác các bạn mình nhé. Đang ngồi trên một chiếc Mitsu và đây là cái biểu tượng phanh cốc bô đây. Các bạn thấy không? Thấy rõ không nhỉ? Đó, phanh cốc bô đó. Và ở trên cái giống như hồi nãy mình có nói các bạn đó, trên cái cần gạt nước mưa nè, đó nó có cái biểu tượng của phanh cốc bô, là cái xe này nó được trang bị phanh cốc bô và nó gạt lên như vậy là nó đang hoạt động, là bật nó đó, gạt xuống là tắt nó, gạt lên là bật nó, gạt xuống là tắt nó. Thì cái dòng xe này nó lại khác, khi nào mà phanh cốc bô á, bạn bật lên như vậy, rồi bạn vô tình bạn bật lên, tại vì bạn đâu có biết là xe bạn có được trang bị hay không, có phanh cốc bô không, bạn vô tình bạn bật lên này, hoặc là người nhà hoặc là con cái nó bật lên á, đó, để vậy. Thì các bạn chạy thì các bạn đâu biết đâu, chạy thì nó báo này. Nhưng mà riêng các cái dòng như Isuzu Fuso đó thì cái biểu tượng này nó sẽ sáng trong quá trình bạn hoạt động, trong quá trình combo phanh combo nó hoạt động, chứ nó không có chớp tắt như các cái dòng xe xuất xứ Trung Quốc. Nên các bạn sẽ rất là dễ thấy, và khi mà nó bật cái này lên á thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sáng cho đến khi nào mà cái xe các bạn nó tắt đi thì mới thôi. Hoặc là các bạn đạp vào những cái chức năng, ví dụ như bạn đạp trên côn, trên thắng hoặc trên phanh thì cái đèn này nó sẽ tắt, nhưng mà khi mà các bạn nhả trên côn, trên thắng hoặc trên phanh ra thì cái đèn này nó lại sáng lên. Đó, nó không có tắt, nó chớp tắt. Đó, thì các bạn biết thì các bạn tắt cái này đi thì nó đơn giản rồi. Đó, còn những cái dòng xe mà xuất xứ Trung Quốc thì nó khác. Thì mình cũng vừa nói về tác hại của cái việc bật phanh cốc bô, cũng như là các bạn mình có chỉ cho các bạn các cái cách để chúng ta kiểm tra xem xe chúng ta có đang bật phanh cốc bô hay không, để chúng ta hạn chế cái trường hợp và xe chúng ta đang chạy và chúng ta bật phanh cốc bô lên thì lâu ngày nó sẽ, trong những trường hợp đặc biệt nó có khả năng nó làm hư hỏng cái động cơ của chúng ta. Đó, thì các bạn nhớ nha. Thì các bạn nào mà có thắc mắc gì về vấn đề này thì các bạn có thể comment ở phía dưới video thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Đặc biệt là các bạn nên xem video thì nó dài, thì các bạn thích xem lúc nào thì xem, nhưng mà các bạn nên xem cái khúc đầu là mình có hướng dẫn các bạn cái cách để mà chúng ta kiểm tra là cái xe chúng ta đang bật phanh cốc bô hay không, cũng như là giúp cho quý vị các bạn biết rằng là cái phanh cốc bô trên cái xe của mình nó có hay không, rồi biểu tượng nó như thế nào. Đó, các bạn cố gắng chia sẻ cái video này của mình đến những người bạn, những người thân của mình trong cái ngành của mình, để mọi người cùng biết, để tránh trường hợp là bật phanh cốc bô mà không biết, trong quá trình chạy xe mà không biết xíu gì hết thì nó sẽ ảnh hưởng, nó có khả năng gây ra hư hỏng nhé. Xin kính chào và hẹn lại quý vị trong những video lần sau.